các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sáng Kiến Su. Thì như các bạn nhìn thấy, ngày hôm qua tôi vừa mới đi độ lại cái bô về các bạn ạ. Đấy, tôi thay cái cổ bô mới. Các bạn nhìn cổ bô mới nó có đẹp hơn không? Đó, nhìn nó khác bọt hẳn đúng không các bạn? Nhìn cái bô mới sau khi tôi độ lại nhìn nó rất là khác. Và cái khoảng cách này nó cũng rộng hơn rất là nhiều. Cái chỗ này khả năng nếu mà để lướng đồ ăn các thứ mình lướng sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn những cái clip trước đấy các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ không lướng đồ ăn nhá. Ngày hôm nay chỉ là một video vlog bình thường. Đấy, thì sau khi tôi đi độ bô ấy, thì ngày hôm qua nhá, mình đi độ bô sau khi độ xong xuôi hết tất cả lắp rác hết rồi. Thì lỗ máy lên test bô, lẹt bô các kiểu thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hôm nay lúc tối hôm qua tôi chạy về ấy, thì máy hết pin cho nên là không quay được. Còn hôm nay tôi bỏ ra để tôi kiểm tra lại, nó có một cái tiếng rất là lạ các bạn ạ. Đấy, hôm qua độ bô xong thì test bô thì không có tiếng lạ gì cả, nhưng mà lúc hôm qua khi đi về tới cổng và đi vào đây thì tôi đã nghe thấy tiếng lạ rồi. Nhưng mà máy hết pin cho nên là tôi đã quyết định sáng nay ra kiểm tra. Thế là ra kiểm tra thì thấy tiếng nó lạ lắm. Nó cứ có tiếng lạch cạch gì ở cái bô này ấy. Tôi không rõ nữa các bạn ạ. Khả năng là trong cái bô này nó có cái gì hay sao ấy, nó kêu ạch 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 ạch. Giờ tôi lổ máy lên để cho các bạn nghe thử nhá, để xem là các bạn đoán xem bên trong này nó có cái gì nhá các bạn nhá. Đây, để tôi lổ máy lên thử cho các bạn nghe. Đấy, kiểu nó cứ lạch cạch kiểu như là nó bị rung ở đâu đấy, xong rồi nó đập vào cái gì hay sao ấy. Tôi không biết được, bây giờ thì tôi sẽ tháo ra để kiểm tra thử nhá. Tháo bô với tháo xe các thứ thì nó là nghề của tôi rồi các bạn ạ. Nghề của tôi là chuyên tháo tháo lắp và phá hoại. Đùa thôi, xe của mình ai lại lỡ phá hoại đúng không? Rồi tôi sẽ tháo cái bô này ra này. Trong lúc tôi tháo cái bô này ra kiểm tra thì mách cho các bạn một chút là ngày hôm qua khi mà đi độ lại cái bô ấy, thì tôi có được trải nghiệm test thử bô xe của con Z1000 của một anh cũng tới đấy để độ bô. Thế là anh ấy nhờ tôi đi test thử xe để cho anh đứng từ xa anh nghe tiếng bô xe luôn ấy. Đó, thế là tôi được chạy Z1000, lâu lắm rồi không được chạy Z1000 nữa đấy các bạn ạ. Từ lúc anh Dưỡng xe Z1000 của anh Dưỡng tới giờ tôi mới được chạy lại Z1000. Đi cảm giác vẫn sướng hơn Z300 rất là nhiều. Đi nó bốc lắm các bạn ạ. Chỉ hơi nhẹ ga một cái thôi là đã mất tích rồi. Đấy, thì giờ các bạn xem tôi trải nghiệm xe Z1000 nhé các bạn nhé. Xe Z1000 này thì phóng thì tôi nghĩ là không phóng được 299 đâu, nhưng mà phóng trên 200 là chuyện bình thường, chỉ nhẹ ga thôi là kiểu gì cũng lên được trên 200. Đấy, các bạn thấy tôi phóng xe Z1000 có hợp không? Khả năng là bán Z300 mua Z1000 hả? Thôi, tiền đâu mua Z1000, mua xe quay thôi. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ tháo cái bô này ra. Xem nó có tiếng ở cái này không? Khả năng là không có tiếng ở cái này rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo.
Tôi không biết là cái tiếng nó phát ra từ đâu cả, cho nên là sẽ test từng cái một. Đấy, tháo bô ra xong rồi lổ máy lên để xem là tiếng nó có ở do cái bô này hay là do cái cổ. Nếu mà do cái cổ thì vẫn còn tiếng, còn nếu mà do cái bô ấy thì là nó sẽ hết cái tiếng cạch cạch. Vẫn còn tiếng cạch cạch anh em ạ, tiếng nó còn to hơn luôn ấy, tiếng cạch cạch nó to hơn thì phải, chắc là do ở trong này nó đẩy ra, nó không có bô nó hãm cái tiếng đấy lại cho nên là tiếng nó to hơn. Tôi nghĩ là nó bị ở trong cái cổ bô này các bạn này. Cái này mình không biết gì về xe, cái này khả năng phải lại phải chạy ra quán để kiểm tra thôi, chứ tôi tự kiểm tra thì không kiểm tra được anh em ấy. Buồn thế. Thôi mình vẫn cứ thử tháo cái bô này ra xem thế nào nhá. Tôi phát hiện ra rồi các bạn ạ. Tôi biết là cái tiếng lạch cạch đấy nó ở đâu rồi. Ui giời. Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ. Thảo nào mình tìm mãi không thấy. Mình test bô từ hôm qua tới giờ kiểm tra hóa ra cái tiếng lạch cạch là nó ở cái cảm biến khí thải. Đây cho các bạn xem nhá. Đây này. Cái tiếng lạch cạch nó ở cái cảm biến khí thải này này các bạn này. Đây này, đấy. Từ từ để cho nó lấy lét bên trong đã. Rồi. Đấy, đây ở cái này là các bạn này. Là các bạn thấy này. Thấy chưa? Nó lỏng oẹt này. Đấy. Biết ngay mà không lý nào mà tự nhiên nó lại có cái tiếng lạ như thế sau khi độ bô cả. Hóa ra là nó ở cái đấy các bạn này. Cái đấy gọi là cái cảm biến khí thải nhá. Bây giờ tôi sẽ siết chặt lại cái ốc cảm biến khí thải để xem nó còn cái tiếng lạch cạch đấy không nhá các bạn này. Ui giời, mình tìm mãi à. Tìm từ sáng tới giờ giờ mới phát hiện ra đấy các bạn. Giờ thì tôi xoáy con ốc này ra cái đã. Anh độ xe anh xoáy con ốc siết chặt thật, mình vặn mãi mới ra. Đó. Đây, đây con ốc này là giờ tôi siết lại là được. Đây, cái này là cái cảm biến khí thải đây này các bạn này. Đấy. Nó bị lỏng ra thảo nào nó cứ cạch 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 cạch, tôi nghe cứ bảo là tiếng ở đâu ra, rõ ràng là ở bô nhưng mà không tìm thấy, hóa ra là nó trốn ở tận trong này. Giờ thì siết lại nhá. Bình thường là sẽ tháo luôn cả cái dàn áo này ra để tôi siết cho nó dễ. Đấy, tháo luôn cả cái này ra để siết thì nó dễ hơn, nhưng mà đây là mình lười mình không tháo, cứ thế là siết luôn. Ôi ôi con ốc này nó to lắm mà tôi không có cái mỏ lết là vừa con ốc này. Đi kiếm cái mỏ lết à? Không có cái nào vừa con ốc này cả, cho nên tôi lại phải dùng cái này này các bạn này. Cái này thì lại không thò được vào trong cơ. Cái này mình lại không siết được à? Đây được rồi. Rồi.
ok rồi các bạn ơi. Xong. Hết tiếng luôn. Xong, bây giờ thì ra để test thử bô xem nó còn tiếng không nhá các bạn nhá. Tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ hết tiếng rồi. Giờ thì lỗ máy để kiểm tra lại xem còn cái tiếng không nhá các bạn nhá. Chắc chắn là hết rồi các bạn nghe này. Tiếng bô không, tiếng cái cổ bô không, không có bô nghe rát thật các bạn ạ. Hết tiếng lạch cạch rồi, giờ lại lắp lại thôi các bạn ạ. Xong rồi kéo lại lò xo là xong. Nó xo cứng thật. Xong. Giờ lại test phát nữa nhá. Test tiếng bô khi mà lắp bô vào nhá. Không bao giờ còn tiếng nhá. Thấy chưa? Hết tiếng lạch cạch ngay. Trời. Tôi mà đã sửa xe thì gọi là quá là đẳng cấp. Đấy. À mà tôi hỏi các bạn nhá. Các bạn thích cái tiếng là chỉ có cổ bô không? Hay là cái tiếng mà có cái bô này lắp vào, lắp cái bô này vào thì tiếng nó nhẹ hơn, tiếng nó nhỏ hơn ấy, nghe nó êm hơn và nó trầm hơn. Còn không có bô thì tiếng nó rất là đanh, tiếng cực kỳ đanh luôn. Các bạn thích tiếng bô nào comment xuống bên dưới cho tôi biết nhá. Bây giờ thì đi chạy thử một vòng test cho các bạn nhìn cái dáng xe tôi, dáng của bô sau khi tôi thay thế cái cổ bô mới nhá. Đấy, thì dáng nó như này, các bạn thích dáng này hơn hay là thích cái dáng cũ này hơn? Đây cho các bạn xem trực diện luôn. Đấy, đây là góc quay trực diện nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn thích cái dáng bô như này hay là thích cái dáng bô như này? Đấy, các bạn thích dáng bô nào? Comment xuống bên dưới nhá. Bây giờ chạy một vài vòng để test tiếng bô mới xem nào. Test một chút xong là đi về nhá. À, nhân tiện thì cái khoảng cách chỗ này nó rất là xa hơn rồi. Đấy, chỗ này lướng được cực kỳ nhiều đồ luôn. Các bạn có ý tưởng có muốn tôi lướng một cái gì ở trên cái cổ bô này ấy, thì comment xuống bên dưới, bình luận cho tôi tham khảo nhá. Nhớ bình luận cho tôi đấy. Và đừng quên bấm đăng ký kênh cho tôi để giúp tôi đạt 100.000 người đăng ký trong thời gian tới nhá. Nhớ là bấm đăng ký nhá các bạn nhá. Giờ thì đi test bô thôi. Let's go.